Để em quay kỹ cho anh em xem gặt bắp nó ra sao ha, có gì anh em độ chế gì được ha. Đây. Rồi, em giao cái máy này về Bình Định nha. Đây là máy gặt lúa mà em làm lại gặt bắp cho khách nha. Quá đẹp luôn ha. Cũ là em đưa lại nha, mấy cái đồ mà của lúa mốt anh em lắp lại được luôn nha. Thôi trời chuyển mưa luôn rồi nha, máy này ngon lành luôn, lên xong rồi mưa luôn ha. Rồi em cảm ơn em rất là nhiều luôn nha. Chào anh em nha, em mới nhận hợp đồng máy đi Bình Định nha. Rồi em bảo dưỡng sơ sơ máy này thay Kuro này nhỏ ha, máy này đẹp lắm nha anh em. Con cuốn ở đây ha. À. Quá đẹp luôn. Đây máy em bắt đầu tiến hành là mở ra làm bảo dưỡng nha anh em. Lưới rin cũng mới lột ra xong. Này máy LED đời 2021. Còn đẹp lắm à. Động cơ đây. Thì theo khách thì hôm nay em sẽ gắn cái bộ cắt bắp vô ha. Đây là một bộ cắt bắp hoàn chỉnh mà đã cũ rồi nha anh em. Mới em cũng có nha. Thì cũ lâu lâu mới có thì đang chuẩn bị gáp vô cái máy này. Đây ha, anh em thấy đây nha. Xin chào anh em nha. Thì đây là một cái máy gặt bắp nha anh em. Đây. Em bữa có quay lúc mà thay vô á thì em đã thay thế vô ha, thì nó trở thành là cái máy gặt bắp rồi đó. Hai lưới ở trong luôn này nọ hết rồi. Đây ha anh em. Rồi em xong cái máy gặt bắp này nha, đang giao về Bình Định nha anh em. Đây xong hoàn chỉnh chân luôn rồi ha. Em quay chi tiết cho anh em xem nha. Đây là máy gặt bắp DC70 lút ha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây bên em dễ nhận diện nha.